Hello, hello các bạn. Đây là con chó đe. Đây là thuộc về hàng khủng long luôn các bạn ơi, 5 tỷ rưỡi. Ở đây là hiện tại là mình đang ở Bình Dương nha các bạn. Cách đây là cách Dầu Tiếng khoảng 20 cây số. Bây giờ không biết xã gì ấp gì luôn. Mình chỉ hỏi thăm đường người ta chạy ra tới đây. Đó. Giá nông trường mới có mấy chiếc này các bạn. Cái anh tài xế này là ở bên Thành Long luôn á. Là chiếc máy cày này hình như là ở bên Thành Long qua nè. Bây giờ làm sao mà để quay được, quay được nó cày cái quay được nó xới các bạn. Nó có dàn, có mấy cái dàn chảo gì đâu, nhiều lắm. Dàn chảo mà cái ốc quan cắt lại các bạn. Đảm nó có dàn 40. Dàn 40 là dàn dàn xới lắp mặt bằng á. Còn dàn cài là nó như 18, nó 18. 18 mà không biết nhiêu nữa. 18 nó ra 36 hay là 99 ra 18 thôi. Chắc 18 là 18 đó các bạn. 18 là hai cái ra 18. Cái ốp ra, cái ốp qua, cái ốp lại á. Gió nó quặn á. Quy định là cày sâu là có 90 phân. 90 phân là 9 tấc các bạn. Cày sâu xuống 9 tấc à. Thank you.
đi hết kịp rồi. Ở đây dùng cao su phá ra nên còn gốc rễ không các bạn, gốc cây rễ cây không. Mét nó tới bà rồi. Chạy ngày chạy đêm nữa các bạn, tranh thủ chạy ngày chạy đêm cho xong luôn á, chứ không có nghỉ đâu, đổi tài xế là chạy suốt luôn á. Ban đêm là xới phả mặt bằng, ban ngày thì gạch này nè, ban ngày thì mình còn mới kinh khủng không, kiểu của nông trường thì làm xong vụ là rửa sạch sẽ, cắt chùm mền lại kêu bằng chùm mền á, nên nó lại rất là đẹp ha. Rồi sống hả, ôi nhìn đã thiệt ơi, quá đã luôn, sướng thiệt, nhìn mấy con này sướng đấy các bạn. Nhưng mà bụi quá mình không quay cận cảnh, không quay gần lên mới được ha, tại vì nó chạy cũng lẹ á.
Với cái đất này dãy cây qua nhiều quá, mình chạy mình dắt té là kỳ lắm à. Ít lúng mình chạy theo coi. Đây là bánh xe. Đi theo lằn bánh xe là chết chắc rồi. Lằn bánh xe là nó không có lúng các bạn. Dễ rồi. Đó, đây là toàn cảnh phía sau của nó nè. Không có đó cái có cái lằn cái hốc lằn. Bây giờ mình vô mát ngồi chút xíu mình ra quay tiếp nữa coi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Từ Tây Ninh đi Bình Dương nói với mình cũng không thành vấn đề. Quan trọng là có mấy cày mới lạ mình quay cho các bạn xem nha. Rồi bye bye các bạn.